Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái cưa cầm tay. Mình dùng miếng gỗ này, kích thước của nó là 25cm này, rộng là 4, và bộ poly dây đai này hay là gì của loa cũng được. Chúng ta thấy cái nào vừa thì dùng thôi. Một chiếc motor. Đây là motor 74V này, dùng pin 2S. Mình sẽ cần thêm một viên pin 2S và một jack cắm và lưỡi cưa này. Mình sẽ khoan lỗ ở đây. Chúng ta gắn cái bộ poly vòng y này vào. Của nó là 15mm, 1.5cm. Mình dùng mũi khoét gỗ 15 này. Chúng ta sẽ khoét ở đây. Bây giờ mình sẽ đo, chúng ta gắn cho motor này vào. Mình dùng dây cu loa này và cái pulley này, các bạn gắn nó vào đây. Các bạn sẽ đánh dấu chỗ thật căng vào, sau đó chúng ta sẽ khoan. Chúng ta đánh dấu lỗ ở đây rồi, rất là căng. Cái chỗ này nó là 12.9mm, tầm 13. Mình dùng mũi khoét gỗ, đây là mũi 13. Chúng ta sẽ khoét đây, gắn motor vào. Mình sẽ khoan thêm hai lỗ để vít hai ốc này vào. Mình lắp lưỡi cưa này vào. Các bạn để cái răng cưa này nó quay vào trong này. Các bạn gắn như vậy để khi có tải này, cái ốc này bạn như thế này, khi có tải nó sẽ đẩy cái này lại, sẽ siết cái ốc này vào thêm. Khi chúng ta cưa về đầu này, cái răng cưa này nó bị mắc lại, nó sẽ siết thêm cái ốc này vào. Các bạn đấu cho răng cưa nó quay vào trong này. Bây giờ chúng ta gắn công tắc này và cái jack pin này vào thôi. Các bạn hàng cái jack như vậy, đầu âm này trực tiếp vào cái jack luôn, đầu dương qua chiếc công tắc này. Chúng ta có thể sạc pin qua cái dây này và cấp nguồn vào đây.
chúng ta cắt bằng miếng như vậy. Mình được bàn lỗ ở chỗ này. Mình sẽ gắn làm bảo vệ lưỡi cưa. Đây, ở chỗ này. Chúng ta có thể sạc pin cho nó bằng cục sạc 74V này. Đây, sạc pin 2S 74V 800mAh. Khi sạc này nó sẽ đỏ. Để pin nó sẽ chuyển sang màu xanh. Bây giờ mình test thử. Mình sẽ cắt miếng này. Các bạn thấy cắt rất là mạnh và tiện nữa, rất là dễ cầm. Chúng ta có thể dùng nó để cắt phím đồng. Bây giờ mình sẽ thử cắt phím đồng. Như vậy chúng ta đã làm xong một chiếc cưa cầm tay này rồi. Có thể cắt gỗ này, gỗ cứng này, rất là đơn giản. Để cắt phím đồng cũng rất tiện nữa. Kênh sáng tạo .com chúc các bạn thành công.